City stars are shining just for me. 16 tháng 4 năm 1991, trong cuộc đối đầu giữa Juventus và Fiorentina, một chiếc khăn quàng cổ màu tím rơi xuống, ngăn bước đi của Roberto Baggio. Đối với Baggio, chiếc khăn đại diện cho hành trình mà ông đã đi đến thời điểm đó, nghịch cảnh, thử thách và cả những lần bác sĩ bảo ông sẽ không bao giờ được chơi bóng nữa. Roberto Baggio nhặt chiếc khăn và giơ cao nói về phía Curva Fiesole, nơi của những cổ động viên Fiorentina. Nhưng cầu thủ này vẫn không thể xoa dịu cơn giận dữ của những người hâm mộ đội Viola. Đối với họ, Baggio là một kẻ phản bội khi quay lưng với câu lạc bộ đã tin tưởng ông, cho ông cơ hội thi đấu ở Serie A. Đó là sự trở về thành phố mà những người hâm mộ Fiorentina chưa bao giờ muốn mất đi cầu thủ sáng giá nhất của họ, Roberto Baggio. City stars, you've never shined so brightly. Căng thẳng trên các khán đài tăng cao, thành phố được kiểm soát một cách chặt chẽ. Xe bus của Juventus nhận được sự hộ tống từ cảnh sát khi họ hành quân đến Artemio Franchi, sân nhà của Fiorentina. Khi tin tức nổ ra rằng chủ sở hữu của Fiorentina là ông Flavio Pontalo đã chấp nhận mức giá 8 triệu bảng từ kinh đệ Juventus cho ngôi sao đắt giá nhất của đội Viola, một vụ bạo loạn đã nổ ra với 50 người bị thương và 9 người bị bắt. Diego Fuzza giúp Fiorentina vươn lên dẫn trước với niềm hân hoan của các cổ động viên nhà. Và khi cơ hội để Juventus đưa trận đấu về thế cân bằng với một quả phạt đền, Roberto Baggio đã từ chối nó. Baggio cho rằng thủ môn của Fiorentina đã quá hiểu ông và chắc chắn sẽ biết ông dứt điểm như thế nào. Trách nhiệm sút quả phạt đền đó thuộc về Gigi De Agostini. Và sau đó, cầu thủ Juventus đã không thắng được thủ môn đội chủ nhà. Chỉ 10 phút sau, Baggio được thay ra. Những cổ động viên Juventus đặt câu hỏi về hành động từ chối quả 11m của Baggio. Rõ ràng, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người hâm mộ Bianconeri, Roberto Baggio có thể làm tốt điều đó. Sự rạn nứt giữa cả hai câu lạc bộ bắt nguồn từ lần tranh đua trực tiếp đến danh hiệu Scudetto vào năm 1982. Khi đó, quyết định đáng ngờ của các trọng tài đã góp phần giúp danh hiệu vô địch Serie A thuộc về đội bóng thành phố Torino. Sau đó, cả Juventus và Fiorentina gặp nhau trong trận chung kết UEFA Cup năm 90. Một lần nữa, Juventus đánh bại Fiorentina. Baggio một mình kéo cả De Viola vào trận chung kết, nhưng đội bóng của ông có một màn trình diễn kém thuyết phục và đành ngậm ngùi nhìn câu lạc bộ tương lai của Baggio đang quan chức vô địch châu Âu. Những màn trình diễn của Roberto Baggio trong màu áo Azzurri tại World Cup 1990 đã thuyết phục những người đứng đầu Juventus. Bianconeri muốn tái thiết đội bóng và họ sẽ mang về người đàn ông được gọi là Il Divin Codino để xây dựng lối chơi xung quanh ông. Và cuối cùng, thương vụ chuyển nhượng được diễn ra vào mùa hè năm 90, mà trước đó Juventus đã đánh bại chính Fiorentina để lên ngôi vô địch UEFA Cup. Đó là lần đầu tiên một chiếc khăn quàng cổ khiến Baggio gặp nhiều vấn đề đến như thế kể từ khi ông đặt chân đến Turin. Trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới, các nhiếp ảnh gia đã đề nghị Baggio khoác lên cổ một chiếc khăn của Juventus. Tuy nhiên, ông đã từ chối. Hành động đó đã khiến những Juventini không hài lòng, bởi câu lạc bộ của họ đã biến Baggio trở thành mã hợp đồng đắt giá nhất trong thế. Bởi câu lạc bộ của họ đã biến Baggio trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới lúc bấy giờ. Roberto Baggio sinh ra ở thị trấn nhỏ Candorno, gần Venice. Khi chỉ mới 15 tuổi, Il Divin Codino đã có màn ra mắt cho đội bóng địa phương Venezia ở cấp độ Serie C1. Chỉ trong mùa thứ hai, Baggio gây ấn tượng với 12 bàn thắng sau 29 lần ra sân, thu hút sự quan tâm của những câu lạc bộ hàng đầu Đức Ý lúc bấy giờ. Nhưng rồi chấn thương đứt dây chằng chéo trước khi đến Florence đã đe dọa nghiêm trọng đến sự nghiệp của chàng trai trẻ. Cũng trong khoảng thời gian này, Baggio đã quyết định chuyển đổi đạo của mình sang Phật giáo, một điều hiếm thấy ở một quốc gia công giáo sùng đạo như Ý. Nhưng đức tin mới đã cho Roberto Baggio niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn thời tuổi trẻ. Ở mùa giải 1990, Juventus đang ở giai đoạn chuyển giao, bởi đã 8 mùa giải trôi qua, lão phu nhân không thể giành nổi một danh hiệu Scudetto nào.
huấn luyện viên Luigi Manfredi được giao nhiệm vụ hồi sinh gã khổng lồ thành Turin trở lại với vinh quang trong quá khứ sau quãng thời gian mà ông gây ấn tượng khi dẫn dắt Bologna thay thế vị trí của huyền thoại câu lạc bộ Dino Zoff. Tuy nhiên, mọi hy vọng về sự thay đổi đã bị dập tắt trong trận Supercoppa Italiana khi một Napoli với nguồn cảm hứng từ Diego Maradona đã hủy diệt Juventus với tỷ số 5-1. 6 trận thua liên tiếp với vị trí thứ 7 tại Serie A, cùng thất bại trước Barcelona trong trận lượt đi Winners' Cup và cả Roma ở Coppa Italia. Giới chủ Juventus hiểu rằng họ không còn nhiều sự lựa chọn thêm nữa. Tuy nhiên, thật may là Roberto Baggio đã kịp trở lại sau khởi đầu không như ý với 14 bàn thắng Serie A và 27 bàn trên mỗi đấu trường trong mùa giải năm đó. Các Juventini đã có một cái nhìn khác về Baggio khi ông dần đưa đội bóng của họ trở lại đúng với quỹ đạo vốn có. Đặc biệt, trong số đó là pha đá phạt trái phá ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Juventus trước Barcelona ở lượt về Winners' Cup mùa giải 90-91. Chủ tịch của Juventus, ông Vittorio Chiosano, đã sa thải huấn luyện viên Manfredi chỉ sau một mùa giải và lão phu nhân đã chuyển sang một gương mặt quen thuộc để thay thế là Giovanni Trapattoni, người trước đây từng đảm nhận vai trò thuyền trưởng của đội bóng từ năm 1976 đến 1986. Trapattoni là người từng giúp Michel Platini đạt đến đỉnh cao sự nghiệp tại Juventus. Và giờ đây, những người đứng đầu Juve cũng hy vọng điều đó sẽ tái lập với một số 10 khác của họ, Roberto Baggio. Baggio được xem là trung tâm của đội bóng, tuy nhiên với giai đoạn 2 của Trapattoni tại Juventus lại gặp nhiều trắc trở hơn so với những thành công trước đó. AC Milan của Fabio Capello ngày đó là một thế lực thật sự và họ sẵn sàng nghiền nát bất kỳ đội bóng nào cản đường với bộ ba Hà Lan Bay, Gullit, Rijkaard và Van Basten cùng với một hàng phòng ngự trứ danh gồm có Franco Baresi, Paolo Maldini và Mauro Tassotti. Ở bất kỳ mùa giải nào, 48 điểm sau 34 trận là đủ để một đội bóng nghĩ đến danh hiệu vô địch. Khi đó, một trận thắng vẫn được tính 2 điểm thay vì 3 điểm như hiện tại. Thế nhưng, mùa giải 91-92 năm đó, Juventus vẫn kém AC Milan 8 điểm và đành ngậm ngùi cán đích với vị trí thứ hai khi chứng kiến một Rossoneri bất bại năm đó với 74 bàn thắng. Dù Roberto Baggio có một mùa giải ấn tượng khi dẫn đầu các đội Juventus với 18 bàn, nhưng ông lại thiếu đi sự san sẻ gánh nặng từ những người đồng đội. Để cạnh tranh với gã khổng lồ AC Milan của Capello, gia đình Agnelli đã mang về những bản hợp đồng mới để hỗ trợ tốt nhất cho Baggio tỏa sáng. Và ngay trong mùa giải thứ 3 của ông tại Turin, ông đã truyền cảm hứng và đưa Bianconeri lên ngôi vô địch UEFA Cup năm 93. Ở trận chung kết lượt đi năm đó, dù Dortmund sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Michael Rummenigge, thế nhưng Roberto Baggio đã khiến các cổ động viên Dortmund phải nhớ tên ông mãi với cú đúp vào lưới của thủ môn Stefan Klaus và giúp Juventus có được thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách. Trong trận lượt về 2 tuần sau đó, lão phu nhân có màn hủy diệt đại diện của Đức 3-0 với hai pha kiến tạo từ đội chân ma thuật của Baggio để rồi chính thức đăng quang danh hiệu cúp châu Âu. Đó là một mùa giải bùng nổ với riêng Baggio khi ông về nhì trong cuộc đua vô phá lưới Serie A. Tính riêng trong năm dương lịch 1993, Roberto Baggio đã ghi đến 39 bàn thắng. Vinh quang tại cúp châu Âu và những bàn thắng của ông trong màu áo Juventus đã giúp Roberto Baggio vươn đến danh hiệu quả bóng vàng năm 1993. Đây được xem là một thành tích đáng kinh ngạc khi chỉ 7 năm trước đó, sự nghiệp đầy hứa hẹn của ông tưởng chừng đã chấm dứt với chấn thương đứt dây chằng. Cùng với việc Baggio được trao tấm bằng đội trưởng dưới sự dẫn dắt của Trapattoni, Bianconeri dần đánh dấu sự trở lại của họ. Tuy nhiên, ở đấu trường quốc nội, câu lạc bộ thành Turin vẫn tiếp tục ngậm ngùi nhìn kình địch AC Milan sang bằng mọi đối thủ với sức mạnh không thể ngăn cản bằng chức vô địch Serie A. UEFA Cup là một thành tích đáng tự hào, nhưng những Juventini vẫn muốn nhiều hơn thế. Cụ thể là đánh bại Rossoneri và ngăn cản họ tiến đến danh hiệu Scudetto mỗi mùa. Mùa hè 1993, một tài năng trẻ mới nổi cập bên Juventus là Alessandro Del Piero. Bản hợp đồng tuổi tin từ câu lạc bộ Padova nhanh chóng góp mặt vào nòng cốt của đội một Bianconeri. Thậm chí Del Piero còn ghi được cú hat-trick trong trận ra mắt trước Parma. Hiện tượng mới của Juventus năm đó được xem như người thừa kế của Roberto Baggio. Mặc dù cả vedette của đội bóng là Baggio cùng Del Piero đã cặp cùng nhau nơi hàng công, thế nhưng nếu Del Piero tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như vậy, thì sẽ có những điều gì đó xảy ra trong tương lai. Bất kỳ mùa giải nào là tiền đề cho World Cup cũng đều mang tính chất quan trọng, bởi các cầu thủ đều hướng đến việc giữ thể trạng và phong độ hoàn hảo nhất để có thể chinh chiến ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Juventus trong mùa giải 93-94 lại tiếp tục thất bại trước AC Milan trong cuộc đua vô địch Serie A với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Sự trở lại của huấn luyện viên Trapattoni đã mang lại những thành công nhất định cho lão phu nhân. Thế nhưng, cay đắng là danh hiệu Scudetto vẫn tiếp tục ngoảnh mặt với họ. Gác lại nỗi buồn trong màu áo sọc trắng đen, Roberto Baggio khoác lên mình màu áo thiên thanh cho ông World Cup 1994 tại Mỹ với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Juventus và hướng đến một chức vô địch thế giới trong sắc lam Italia. Sau khi đội tuyển Ý lách qua khe cửa hẹp với vị trí thứ 3 chung cuộc bảng E, thì những trận đấu loại trực tiếp là show diễn riêng của Roberto Baggio.
Đuôi ngựa năm đó đã tự tay giải cứu Azuri với những bàn thắng đầy quan trọng ở những thời khắc quyết định. Đó là cú đúp giúp Ý lội ngược dòng trước Nigeria ở vòng 16 đội, bàn thắng định đoạt trận đấu tại tứ kết vào lưới Tây Ban Nha, hay cú đúp hạ Bulgaria ở vòng 4 đội mạnh nhất. Một chấn thương căng cơ gân kheo đã dấy lên nghi ngờ về việc góp mặt ở trận chung kết của Bajo. Thế nhưng, cầu thủ số 10 vẫn là đầu tàu của Azuri trong trận đấu cuối cùng với Brazil. Chấn thương đã khiến Roberto Bajo cảm thấy đau đớn trong phần lớn thời gian của trận chung kết, và cùng với sức nóng tháng 7 gay gắt ở California, Bajo không thể thi đấu đúng với phong độ hủy diệt của ông. 120 phút hòa nhau không bàn thắng, trận đấu phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi mà trong đó, cái may mắn và chính xác hơn sẽ là nhà vô địch thế giới. Sau 4 loạt sút, tỷ số đang là 3-2 cho Selecao, và người hùng của Azuri, Roberto Bajo được chỉ định thực hiện quả thứ 5 nhằm níu kéo lại hy vọng cho đội bóng áo thiên thanh. Đảm nhận trách nhiệm là người được đặt kỳ vọng nhiều nhất, nhưng rồi từ khoảng cách 11m, ngôi sao sáng nhất kỳ World Cup năm đó và sắp bước vào ngôi đền của một trong những người vĩ đại nhất mọi thời đại, Roberto Bajo, từ người hùng nước Ý, bỗng chốc trở thành tội đồ của cả dân tộc. Quả bóng từ chân Bajo vọt qua xà ngang, lao thẳng vào không trung. Nó như một nhát dao chí mạng đâm xuyên thấu vào trái tim của những tifosi trên khán đài. Cú đá quyết định của ngôi sao sáng nhất tuyển Ý đã chính thức trao chức vô địch cho người Brazil. Những cầu thủ Selecao chạy vào sân ôm nhau ăn mừng chiếc cúp vàng thứ tư trong lịch sử. Nhưng chẳng mấy ai quan tâm, hình ảnh duy nhất còn động lại ở sân vận động Rose Bowl năm đó là khi Bajo hai tay chống hông, cúi đầu bất lực như cái nắng chói chang của mùa hè nước Mỹ. Đó là khoảnh khắc bước ngoặt thay đổi luôn cả sự nghiệp huy hoàng của ông. Trở về Juventus, đuôi ngựa thần thánh cố gắng lèo lái con tàu Juve đến với danh hiệu và để lật đổ đế chế đỏ đen AC Milan. Khi Bajo đang là ngôi sao cực kỳ quan trọng của Bianconeri, thì Marcello Lippi xuất hiện và đặt Bajo ra khỏi kế hoạch của ông. Được bổ nhiệm thay Giovanni Trapattoni đầu mùa giải 94-95, Lippi đã tuyên bố một câu xanh rờn: "Tôi sẽ giúp đội bóng không còn phụ thuộc vào Bajo." Vì thuyền trưởng mới của Juventus muốn tập trung phát triển tài năng trẻ Del Piero. Marcello Lippi khi đó cảm thấy không hài lòng với sự góp mặt của Roberto Bajo. Có thể nói Lippi là một trong số những người chỉ nhìn vào quả luân lưu thất bại của Bajo mà quên đi những gì mà ông đã làm được trước đó. Sự tỏa sáng của Del Piero đã mang về vinh quang cho Juventus. Họ giành lại Scudetto đầu tiên sau 9 năm, đánh bại Parma đã giành Coppa Italia và chỉ chịu thua chính đối thủ này tại chung kết UEFA Cup. Những động thái cứng rắn và có phần thù địch bởi chính Lippi, chủ tịch Luciano Moggi và Agnelli, Roberto Bajo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm đắng nuốt cay rời khỏi Turin. Dưới những sự giành giật không khoan nhượng từ Inter, Real Madrid, Manchester United và Blackburn Rovers, Roberto Bajo vẫn muốn ở lại nước Ý để chứng tỏ Juventus đã sai khi rào bán ông. Đuôi ngựa thần thánh gia nhập màu áo sọc đỏ đen thành Milano với bản hợp đồng trị giá 6,8 triệu bảng. Dù ngay lập tức giành được Scudetto ngay trong mùa đầu tiên khoác áo AC Milan, thế nhưng những chấn thương dai dẳng đã bắt đầu tàn phá sự nghiệp của Bajo. Sau này, ông tiếp tục chuyển đến Bologna, Inter, Brescia và kết thúc sự nghiệp của mình vào năm 2004 với những nốt trầm cuối cùng của sự nghiệp. Roberto Bajo là một trong những cầu thủ được hâm mộ bậc nhất bóng đá Ý. Thậm chí người ta còn cho rằng ông còn nổi tiếng hơn cả những danh họa thời kỳ phục hưng của đất nước này. Với các tifosi, Roberto Bajo là cả tình yêu nhưng cũng là sự cay đắng của số phận với hình ảnh quả luân lưu đầy nghiệt ngã trong chung kết World Cup. Dường như Bajo được sinh ra không đúng thời điểm để ông có thể được xếp vào một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tỏa sáng rực rỡ tại Juventus, một mình gồng gánh đội bóng này, nhưng vinh quang Serie A cứ liên tục lảng tránh ông. Và khi ông cùng với Bianconeri có được danh hiệu Scudetto lần đầu tiên, thì cũng chính là lúc ông bị đẩy ra đường một cách không thương tiếc. Còn trong màu áo thiên thanh, thất bại năm 94 cứ luôn mãi ám ảnh trong ký ức của Roberto Bajo. Dù ông đã một tay đưa đội tuyển nước nhà tiến vào trận chung kết, nhưng rồi sau tất cả, người ta chẳng bao giờ nhớ Bajo đã từng làm được gì cho đội tuyển Ý, mà người ta chỉ nhớ mãi về cú bắn chim nghiệt ngã của ông. Sau 5 mùa giải chơi cho Juventus, Roberto Bajo có 200 lần ra sân và ghi được 110 bàn thắng, lọt vào danh sách 9 chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ và xếp thứ 6 trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại cúp quốc gia Italia. Mọi vinh quang mà Roberto Bajo có được đều đến khoảng thời gian ông khoác lên người màu áo sọc trắng đen thành Turin. Tài năng với Bajo là thứ hiếm hoi được Thượng Đế ban tặng, thậm chí Thánh Johann Cruyff từng nhận xét như thế này: Roberto Bajo là một pháp sư, một trong những thi sĩ cuối cùng còn lang thang trên sân cỏ. Cậu ấy là sự phản bác hay nhất cho những ai nghĩ rằng bóng đá Ý chỉ sinh ra những hậu vệ vĩ đại. Bajo chính là cầu thủ tấn công tuyệt vời và cống hiến nhất thế giới. Đáng lẽ, Roberto Bajo phải có được nhiều vinh quang hơn so với tài năng của ông. Nhưng rồi, những năm tháng đỉnh cao nhất trong màu áo Bianconeri, trong màu áo Azuri đã lảng tránh đuôi ngựa thần thánh theo một cách không thể cay đắng hơn.
và chỉ 2 năm sau khi Roberto Baggio tuyên bố giã từ sự nghiệp, đội tuyển Ý đã có lần thứ tư bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2006.